Yêu Nguyễn Mến chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh Yêu Nguyễn Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay Uyên đến Đồng Tháp chơi cả nhà. Mà ở đây là huyện huyện Cao Lãnh cả nhà. Ồ, đây. Con đường về. Đây là cả nhà, Uyên thấy các. Dạ. Đây cả nhà ơi, nhãn quá trời luôn nè. Cái nhãn quá trời trái luôn. Đây là long nhãn cả nhà. Ồ, trái quá xá luôn á. Lên lên tiếng đẹp quá ha. Dạ. Lên tiếng đẹp quá chú bộ. Chị nói em bay lên thấy đẹp quá nè. À, đẹp chú bộ. Dạ. Ồ, quá trái luôn cả nhà. Yêu nhìn yêu mê luôn á. Long nhãn nha cả nhà. Ồ, nhưng cái tàn quá trời luôn nè. Mê cho cả nhà ơi. Đây. Mấy anh chị đang có tiền nha cả nhà. Cái dừa nữa nè cả nhà, nhìn cái dừa. Dừa trái quá trời cả nhà. Rồi để yên đi. Trái mê không cả nhà ơi. Cái gốc nó to lắm nè cả nhà. Đây Uyên cho coi cái gốc. Gốc của cây nhãn. Cây nhãn này chị nói là lâu năm rồi cả nhà. Đầy trái luôn. Thấy mê quá luôn cả nhà ơi. Nó dê cái ngoài lộ nữa cả nhà. Mê ly luôn. Trồng được cái nhãn này ăn là thích lắm luôn cả nhà. Ôi ôi trái đó kìa. Quá trời trái luôn. Trái. Đi đến đây nha cả nhà. Ở đây có thêm một cây nhãn nữa. Đây, mà cây nhãn này nó không có được trái nhiều. Trái ít thôi. Đường về Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh nha cả nhà. Đây, cây dừa. Trái sai quá luôn cả nhà. Thấy mê quá luôn ạ. Thank you.
sát lại mình vừa cho cả nhà xem nè. Quá trời trái luôn rồi. Này cũng cây nhãn nữa cả nhà. Mà trái. Đây, đây dưới mấy sọc. Ở phía dưới thì có con sâm nho nhỏ cả nhà. Thích lắm luôn, mát quá trời luôn. Chiếc tàu cả nhà. Con sông này lục bình quá nhiều luôn cả nhà ơi. Yên thấy đầy lục bình luôn nè. Đây lục bình đầy sông luôn nè. Quá trời lục bình luôn rồi. Lục bình này nấu canh ăn được nha cả nhà. Mình lấy cái cọng non của nó nấu canh tép ăn ngon lắm. Yên có ăn rồi hồi nhỏ xíu ở quê á, có tứ lục bình nấu canh ăn ngọt lắm cả nhà, nấu canh tép ăn rất là ngon. Đang nhập tiền cả nắng cả nhà ơi. Yên xin phép Yên đi quay trước. Yên sợ hồi trời mưa quay không được. Đến đây cũng vậy, nó sáng giờ cũng mưa nữa cả nhà. Về quê chơi thích lắm cả nhà. Anh chị vui vẻ lắm. Về quê lúc nào Yên cũng thấy thích hết á. Cây dừa này trái thấy mê luôn. Xa trái quá luôn cả nhà. Đây nhãn đây, cây này cây khác cây lúc nãy nhé cả nhà. Cây khác nữa, bên trong Nguyên thấy. Bên trong Nguyên thấy có mấy cây nữa kìa. Đó cả nhà, xa xa có chùm nhãn á. Thàm quá luôn.
Đây, em quay lại cảnh cho cả nhà xem. Đi nơi khác thấy cái đường khích lắm cả nhà. Cứ nhìn hoài luôn á.